Trong ngày làm thủ tục dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội, nhiều thí sinh tỏ ra rất tự tin đạt được nguyện vọng vào trường trung học phổ thông mình mong muốn. Trong khi đó, nhiều phụ huynh lo lắng mất ăn mất ngủ. Sáng nay ngày 7 tháng 6, hơn 100.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội đã tới địa điểm làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin, nếu có, và nghe phổ biến quy chế thi. Tham gia phục vụ kỳ thi còn có các bộ phận quan trọng khác như y tế, công an, thanh niên tình nguyện. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh xuất trình thẻ căn cước công dân và nhận thẻ dự thi. Cán bộ coi thi cho thí sinh kiểm tra thông tin trên danh sách thí sinh dự thi. Nếu có sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, cán bộ coi thi sẽ xác nhận những sai sót này và chuyển các thông tin cho trưởng điểm thi. Đồng thời, cán bộ coi thi phổ biến đến thí sinh nội dung quan trọng trong quy chế thi như lịch thi và thời gian có mặt tại điểm của thí sinh trong mỗi buổi thi. Trách nhiệm của thí sinh, đặc biệt lưu ý những vật dụng không được phép mang vào phòng thi, phổ biến quy định về xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, ngay từ 8 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt rất sớm để chuẩn bị cho buổi làm thủ tục dự thi. Về phần ôn tập kiến thức thì con đã chuẩn bị suốt một năm học vừa qua cũng như là 4 năm học vừa qua. Thì cái phần đấy con ôn đi ôn lại xong rồi cũng làm thêm nhiều dạng đề để rút ra nhiều kinh nghiệm trong lỗi sai của mình. Còn về phần sức khỏe thì con vẫn giữ một cái tinh thần rất là tốt trước khi đi thi. Tuy vẫn là hơi lo, hơi sợ nhưng mà vào phòng thi thì sẽ cố gắng để điều chỉnh lại cái tinh thần của mình. Thời gian ôn thi, nhà trường đã tạo cho bọn con rất nhiều cơ hội để có những bài thi thử, để biết được năng lực của mình như nào. Còn gia đình thì luôn ủng hộ tinh thần và đôn đốc con và luôn khuyên nhủ con là không nên lo lắng quá mức ạ. Vào sáng ngày 8 tháng 6, thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi với môn thi đầu tiên là ngữ văn.